Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Tuyết Nhà xin kính chúc cho tất cả quý khán giả và quý khách hàng thân thương. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến mọi nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vàng sự an khang mãi thái hòa. Xin kính chúc cho quý vị năm mới thật nhiều an khang, thịnh vượng, vàng sự các tường như ý. Và nếu quý khách hàng cũng như quý khán giả có nhu cầu về lĩnh vực địa ốc hay cần tư vấn, xin liên lạc cho Tuyết Nha với email nhaurealtor.gmail.com. Xin cảm ơn quý vị.